Libby is just CRISPR. Hello, chào mọi người nha. Mọi người khỏe không? Hôm nay, đi về Cali, đi về quê được 2-3 ngày, giờ đi về đây lại, giờ rồi đi về Bắc Cali lại. Chào mọi người nhé, bây giờ phải đi lên máy bay, 12 giờ đêm mới về tới bên kia. Hôm nay bận công chuyện, không lên nhiều chuyện được. Giờ xong công chuyện, giờ đi về nhà lại, chào mọi người nhé. Mọi người khỏe không? Cát Trinh, cảm ơn. Như Nguyễn, Thu Nguyễn, Nguyễn Long Phạm, Hoàng Diệp, Miêu Nguyễn, Lê Hữu Ninh, Minh Hoàng, Võ Quang Hiền, Trung Nguyễn, Trần Hoa Hiền, Trinh Nguyễn, Trinh Chào, Trinh Chào, Hoàng Phan, Trần Hảo. No. Hôm nay mình có vài vấn đề nên trao đổi với mấy bạn chơi. Cái gì nè, trời ơi, mấy anh chị biết là bây giờ nước Mỹ thêm gần 6 nhà băng nữa chuẩn bị băng America là băng BNP á, rồi Wells Fargo Chase hôm nay tuyên bố là nhà băng băng America bên Mỹ là BNP á, BOA là nó thêm mất tổng cộng hơn 15 tỷ nữa. Rồi có nhiều lắm nhà băng, bây giờ có nhiều nhà băng nó bị đạp cất của những nhà băng khác, giờ nó phá sản á. Tội cho mấy một số, tôi có một người bạn, nó đang là startup, mới vừa làm ăn, mới làm ăn khám khá được khoảng năm mấy. Rồi mỗi tháng nó bỏ tiền vô trong cái nhà băng Silicon, gọi là Silicon Valley á, bị phá sản á. Rồi giờ cái tiền này nọ ra vô giờ lấy không được. Trời ơi, nhỏ vậy bất xâm ban. Mất mấy triệu đô la, khóc um sùm. Bảo hiểm bây giờ đền có 250 ngàn, mà nó bỏ nhà băng nó mấy triệu đô la, là khoảng chừng trăm mấy tỷ. Giờ ngồi quá khóc quá trời. Ồ, vậy mà hả? Ở đâu cũng vậy, đúng không các anh chị? Ở đâu cũng vậy. Cũng phải có, ở Việt Nam mình năm ngoái, có một số nhà băng nó phá sản. Thế là mấy người kia lên chửi. Đủ má, chỉ có cộng sản thôi. Chỉ có cộng sản thôi, cộng sản mới gọi là phá sản. Nhà băng không có uy tín, vậy gì nhà băng cộng sản, đủ má cộng sản, chỉ có Việt Nam thôi.
cộng sản Việt Nam Trung Quốc rồi thôi mới có được cái màn mà gọi là phá sản nhà văn. Ở bên Mỹ là không có bao giờ có chuyện đó hết cả, nhưng mà bây giờ đó nghĩ sao bây giờ là có chuyện nó xảy ra, chuyện đã xảy ra. Tôi không nói nhưng mà có ngày là cái ta nói cái gì cũng vậy, đúng không? Người ta nói bất cứ chuyện gì cũng vậy, cái chuyện gì cũng vậy, phải, cũng sẽ có ngày, cũng có ngày thôi, đúng không? Xin lỗi nha, tóc bùa ấy quá, tự đội nó tóc nó như mất lịch sự quá thôi, lại nói nghe. Nói cái gì cũng vậy, sẽ cũng có ngày để cho nó gọi là nó tỏ rõ ra. Chứ nhiều khi, chứ mấy người mà chống cộng cực đoan đó, nhiều khi họ 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 cứ rồi gọi là họ cứ cái ra vẻ là có nghĩa là lên đây là cái mấy người nó cứ biểu là chỉ có cộng sản là chỉ có vậy thôi. Mỹ là không có bao giờ mà gọi là nhà băng là không có bị gì đó, bỏ tiền nhà băng là an toàn. Chỉ có nước Việt Nam mình mới bị cái màn mà bỏ tiền vô nhà băng giờ mới sợ bị mất tiền. Dạ xin lỗi, người ta nói hôm trước đừng cửa cái gì, có câu Việt Nam mình nó có cái tục ngữ đừng vội cười lâu, cười cười hôm trước hôm sau người cười. Đó là hôm nay là tôi nói là cái rõ ràng là giờ rõ ràng không? Các anh chị thấy rõ ràng không? Mới vừa cười nói là cộng sản như thế này, cộng sản như thế kia, đó thì hôm nay đó đó rõ ràng không? Này lên truyền hình nước Mỹ tuyên bố luôn, mà ông tổng thống Mỹ đứng ra để bảo kê đó, nhưng mà bây giờ nó thêm năm sáu nhà băng nữa, giờ đâu bảo kê nổi. Thôi tụi bay tự xử đi, ai chết mấy người dân chết thôi, ai chết đâu đâu đúng không, người dân chết thôi. Nhưng mà bởi vì tôi nói nhiều khi mấy anh mấy chị đừng có cực đoan quá, đừng có cực đoan quá rồi nó đâm ra là mình nhiều khi mình lên đây á mình cứ nói là mình cứ lên đây mình nói là đụng cộng sản như thế này cộng sản như thế kia đó đó, ở đâu cũng vậy thôi. Thế giới mà các anh chị đâu có thể nào mà nó gọi là một cái thế giới mà đâu phải là gọi là một cái thiên đàng được, nó chuẩn được đâu. Đừng có nói được cộng sản là như thế này thế kia, hoặc là nói ông Nga Xô Putin là sẽ là một vị lãnh tụ tốt cái gì, đừng nói vậy. Không có cái gì cũng có cái mặt trái mặt phải đó. Cái áo cũng vậy, cái quần cũng vậy, cũng có cái bên trái bên phải. Nên nhiều khi đó, mình nói với các anh chị khi mình lên đây mình chia sẻ thì họ chửi mình, họ nói mình đụng hẹ mày, mày là thằng cộng sản. Tôi không phải cộng sản, tôi lên đây tôi chỉ muốn chia sẻ những cái đầu đúng cái đầu sai thôi, đúng không? Không có đâu, tôi đang về San Jose lại, tôi về Bắc Cali lại, tôi đang ở bên Seattle, đi về nhà đây có công chuyện gia đình, có gia đình có công chuyện, bây giờ đi về Seattle, đi về cho Bắc Cali lại, tháng tới mới về Việt Nam. Mẹ rồi đó, chuyện lũ lụt đó đó, cộng sản đó. Cộng sản là đụng ma cào cắt cây rồi để nó trôi đất trôi mưa đụng má. Bây giờ bên Bắc Cali ngay vùng tôi đang ở dưới bây giờ nước nó trôi cả cái cầu luôn. Ông Minh Quang, ông Minh Dũng, ông làm như là tôi có thời gian mà để có thời gian mà xách xe đi, tôi đi làm xây dựng mà ông bữa tôi đi lấy cái xe đó tôi đi dạo, mẹ thời gian ngủ chưa có nữa, cái từ từ cũng nổi. Tôi đâu có bỏ vô tiền vô cái nhà băng đó đâu mà tôi phải sợ rút ra. Nhà băng của tôi là bên ấy, tôi xài nhà băng riêng, tôi xài nhà băng này nè, nhà băng này thì nó rất là rải. Tôi xài nhà băng này nè, nhà băng Wells Fargo, tôi xài nhà băng Wells Fargo thì tôi nó cái thằng này hôm nay nó cũng bị là chuẩn bị phá sản đây, nó không phải là bị phá sản nhưng mà nó cũng bị thua lỗ thằng này nè, chứ tôi không xài nhà băng đó. Nên chào Bảo Trương nha, chào Trung Minh, chào Năm Đoàn, chào tất cả nha. Nên bởi vậy tôi nói Năm Nguyễn ở đâu mà xài bà Wells Fargo. Nên nhiều khi á mình nói nhiều khi mình nói nhiều khi các anh chị đừng có kiểu mà cực đoan quá. Mình có kiểu giống như là lên qua ở mình biết là mình ở nước Mỹ là nó chuẩn, nó đầy đủ hơn ở Việt Nam. Nhưng mà nhiều khá các anh chị lên đây mấy anh chị nói chuyện mà đủ, nhiều khi mình nói mình bực mình á, tự nói mà không có chuẩn, nói mà nhiều khi mình nói luôn mấy anh chị nó cực đoan quá, cứ biểu là cộng sản như thế này cộng sản như thế kia thôi. Cái nói là được mà ở gì ở bên Mỹ là đi vô sân bay không có chen lấn,
Chỉ có bên Việt Nam á, ở Tân Sơn Nhất là mấy trang lớn rồi nè, đó có không, đủ có đầy bởi cái gì cũng vậy, mình nói ra là phải để cho người ta nói, khi đừng có nói để mình lật lại, tôi lên đây tôi về tôi bẻ lại, tôi bẻ lại cái chuyện mà mấy anh chị nó bậy, thì mấy anh chị chửi tôi nói làm đủ mẹ mày bưng bô mày đừng qua đi qua Tennessee đi làm country music hả? À, Nam Nguyễn đi qua bên Tennessee làm country music hả? Qua bên đó là mấy người hát nhạc country thôi à? Thấy Tâm, Khôi Tâm hỏi bây giờ bên Mỹ mấy giờ rồi hả? Bên Mỹ bây giờ là 7:55 tối thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023. À, làm nail hả? Tôi tưởng qua bên nó làm ca sĩ. Đó rồi hả, ở bên Mỹ nó không có xét ở bên Mỹ là nó tự do lắm, vô là nó xét đó, thấy cái ông mà trong coi không cũng giống Việt Nam thôi, Mỹ thì cũng giống Việt Nam thôi, vô và đưa cái mà cái một là cái vé máy bay, hai là đi vô đưa vé máy bay rồi đi đưa vô và đi thôi. Mỹ là không có xếp hàng đâu, vô là tự nhiên vô lẻ đúng không, đúng không, mà xếp hàng chết mẹ đi chứ nó không xếp hàng. Không phải là cái hậu quả chống Nga đâu, đâu đổ Cầm Dương, cái chuyện đó cái bên trong cái chuyện chính trị đó, cái đó không phải là cái chuyện ấy, cái đó bạn nói cho cũng hơi, mình cái đó hơi cực đoan đó bạn, Nga không phải là cái gì hết cả, nhưng mà hả cái gì cũng phải nói cho nó công tâm. Bạn 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 gì nè, mới vừa rồi đổ Cầm Dương bạn nói cái đó mình không có đồng ý đâu, không phải là nước Mỹ, nước Mỹ nó không phải là dễ suy thoái đâu mấy bạn. Nhưng mà cái là cái chuyện đó, chuyện chính trị thì mình không nói đâu, mình không nói đâu, mình nói cái chuyện những cái nào mà nó có cái chuyện nó cực đoan quá thì đấy thôi. Cái chuyện này cái năm 2008 thì cũng vậy thôi, năm 2008 cũng có một cái nhà băng nó bị phá sản á, 2008 thì lúc đó cũng đâu có chống Nga đâu đúng không, lúc đó đâu có chống ai đâu, nó cũng suy thoái thôi. Cái này là cái chuyện nó gọi là cái cuộc chơi của những người tỷ phú đó, những bề trong đó thì mình không muốn suy diễn ra. Những người tỷ phú bây giờ mấy bạn bạn có nghĩ là giữa Nga với Mỹ đang bắt tay với nhau để làm bộ khịa qua khịa lại để sản xuất vũ khí bán trên thế giới không, đúng không? Cái thằng nằm giữa là thằng Ukraine với lại nhóm EU đúng không, nhiều nhiều khi bạn có nghĩ là như vậy không? Chứ bây giờ các bạn nghĩ đi, Nga để cái khối vũ khí cũ nhiều đủ mới mà đặt để đó thì được, giống như để nó bán đồng nát thôi, lấy ra dập chơi cho nó vui rồi để đưa qua đưa lại để ấy thôi thôi. Nhưng mà cái chuyện ở bên trong mình không muốn nói, nhưng mà mình chỉ nói lên đây, mình chào Trinh Phạm nha, ta đang từ ở bên Seattle đi về San Jose. Cái nón này mình mua bên Mỹ 20 đô, 20 đô la, thuế luôn 22 đô, 19.99 là cái nón mình mua 500 ngàn. Hôm nay thêm 6 cái nhà băng nữa chuẩn bị suy thoái nữa, tội nước Mỹ. Cái dòng băng nhỏ 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 6 thằng. Đúng mà 6 thằng nữa thì này là nhà nước Mỹ chết. Chết tôi chết.